Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Tới một cái không gian nhỏ nhỏ xinh xinh rất là dễ thương ha. Duy là chuyên về cái dòng tép cảnh. Có em trai này cũng biết kênh Nam Ngôn Farm từ Tiền Giang xuống đây luôn. Ăn rất là đơn giản ha. Và các bạn tép bu lại ăn. Có súng là nhiệt độ là dưới 31 độ. Theo Đức Duy đi mua tép luôn. Em chơi lâu chưa? Mới tìm hiểu bắt đầu luôn hả? Vậy là em y như anh luôn, anh em mình chung với nhau newbie luôn. Đây là Fire Red, là dòng tép đỏ. Mua tép cảnh này hồi đấy em chơi là cực kỳ ít người biết tới. Đúng rồi. Tại nghiệp lúc đấy là có bao nhiêu, có 12 triệu à. Đó, xong tới giờ là lên được hết nhiêu đây này. Nó có si ruột vàng, cái này có xuất phát từ Indo à. Nó có thể, nó là loài lưỡng tính và tự đẻ được 3 tới 4 tuần là đẻ một lần. Nếu như mà hồ 45 thì anh chơi khoảng tầm từ 2 tới 3 con thôi để cho nó cân bằng. Thì nó sẽ là người mà cân bằng dài cho cái hồ của anh, thì anh không cần phải dọn. Otto thì nó cũng tương tự như thằng Yamato thôi. Nếu như mà anh xài Otto thì thay vì đó anh mua Nerita, nó dọn kính cho anh thì nó sẽ đỡ cực cho anh hơn. Bên này là tép màu, bên này là tép lạnh. Dạ đúng. Tép lạnh thì nó tất nhiên là cần nhiệt độ nó thấp hơn. Dạ đúng rồi. Trong khoảng bao nhiêu em? Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay mình tới một cái không gian nhỏ nhỏ xinh xinh rất là dễ thương ha. Thì của bạn Duy. Duy là chuyên về cái dòng tép cảnh. Thì đây là một cái dòng bét nó khá là đặc biệt, khá là ấn tượng. Và nó cũng cần một số cái kỹ thuật. Thì đây không phải là một cái bộ môn mới, nó xuất hiện khá là lâu rồi. Thì mình biết con tép này ngày xưa mình nhớ có một người hình như là cái anh ca sĩ gì đó, Lưu Anh Tuấn hay gì đó, thì cũng chơi cái dòng tép này. Thì mình biết cái con tép cảnh này qua cái người đó, qua cái không biết phải đúng không, lát nhờ Duy đi confirm lại coi. Mình chỉ đọc lướt qua thôi ha. Thì Duy đang có khách, là chút xíu chúng ta sẽ đi tham quan ở đây và chúng ta sẽ vô. Có em trai này cũng biết kênh Nam Ngô Farm từ Tiền Giang xuống đây luôn. Đang đi công vòng thôi, mình cũng đi tham khảo luôn. Ok. À, đó là đồ ăn ha em. Dạ đúng rồi, đây đồ ăn. Ồ, cho anh một cái đeo cái này một cái luôn ha. Dạ. Sẵn em tư vấn cho bạn. Em tên gì em? Dạ em tên cũng Đức Duy luôn. Rồi cũng Duy luôn hả? Dạ. Hôm nay Duy gặp Duy luôn. Hay quá. Đức Duy luôn hả? Dạ. Trời, trùng tên luôn, trùng tư lót luôn. Mình mới thấy Duy quăng một cái miếng đồ ăn vô. Đó, những con tép rất là nhỏ nhỏ xinh xinh. Có nhiều cái mình không hiểu nó là gì thì lát mình sẽ chờ ha, sẽ được giải thích. Cái cục trắng trắng tròn tròn đó là cái gì, có mấy bạn tép bu cho nó ăn nha. Ồ, đẹp quá. Đẹp quá các bạn. Này mình cho sinh sản luôn ha Duy. Dạ đúng rồi. Hay quá. Nếu mà thì em ép hết. Đơn tép từ 5 triệu. Chủ shop bao nhậu bao phòng luôn nha các bạn. Đó là em đi, em ghi cách đây 2 năm á. Còn năm. Bây giờ đơn người ta nhiều lắm. Thậm chí là 20 triệu, 30 triệu cũng có nữa. Rồi. Nói chung là mình làm cho người ta có động lực ấy. Ok, vậy là quá thành công, chúc mừng em. Nói chung là các dòng tép ở Việt Nam thì đa số là em có hết ở những dòng cơ bản với dòng tầm trung á. À. Là có đầy đủ hết cho khách lựa chọn. Các bạn, đây là một miếng đồ ăn như thế này thôi, cho ăn rất là đơn giản ha. Và các bạn tép bu lại ăn. Nhìn mê quá ta. Ở trong này có bỏ những cái chiếc lá, trong này là lá gì ấy, em? À bên trong đó là lá ổi ấy, ha. Lá ổi, nó có chức năng gì ta? Lá ổi á, thì khi mà mụn ra thì nó vừa là thức ăn cung cấp chất xơ này. Thì nó cũng nhả ra một hàm lượng tannin. Fumic, tức là những cái chất mụn á, là giúp con tép tiêu hóa tốt này. Tránh bị bệnh đường ruột, tắc ruột này. Cái thứ ba nữa là giúp tép nó sinh sản này kia tốt hơn. Đấy là cái hàm lượng fumic với humic. Các hãng lớn người ta hay chiết mấy cái dạng như là nước cốt á. Đó, người ta vẫn bán cái ổi, nước cốt ổi, lá ổi hả? À, đúng rồi, lá ổi. Thì nó không có làm giảm pH như lá bàng. À nó cũng à giảm pH giống như lá bàng vậy. Không, nó không có giảm như lá bàng à. Tức là cái này nó dạng như trung tính nên sản xuất trung tính. Okay. Như bên cá lóc thì ta thở cái lá bàng vô. Dạ đúng rồi. À đây. Ôi nó bu rồi các bạn. Đây anh coi, đây anh coi giùm em này. Tép màu. Nếu như mà anh mới chơi thì anh có thể trải nghiệm tép màu trước ha. Thì nó sống ở nhiệt độ là dưới 31 độ, trên 18 ha. Ê, hôm nay mình theo Đức Duy đi mua tép luôn. Em chơi lâu chưa? Dạ em mới giờ tìm hiểu. Mới tìm hiểu bắt đầu luôn hả? Vậy là em y như anh luôn, anh em mình chung với nhau newbie luôn. À.
Thì đây là tép màu, tức là nó chỉ có một màu đơn thôi, hoặc những màu đôi thì hay gọi là relay. Thì có phân chia ra, có mấy cái bảng ở đây nhưng mà mấy đứa nhóc ở nhà nó dọc hết rồi, tối hôm qua nó gom hết rồi. Thì đây là fire red, là dòng tép đỏ, thì nó sẽ đậm hơn bên này là SRC. Nó chia làm màu đỏ fire red này, super red cherry này, với Ludy Mary ha. À, nó sẽ có ba dòng màu đỏ như vậy, chia tách đều ra. Ludy Mary là đỏ nhất, đỏ đậm nhất, và cái kiểu hình là mũi ngắn hơn. Còn fire red thì nó mập hơn, màu đỏ sậm hơn. Còn SRC thì cái sứ nó sẽ hơi lốm đốm, gọi là hạng thấp hơn một xíu. Màu đỏ thì nó có ba màu đó. Đỏ này đẹp quá. Nãy em nói đỏ, đỏ bên đó là cái gì quên rồi. Anh là Ludy Mary ạ, Ludy Mary. Đây, Mary. Cái tên của nó nè. À, Ludy Mary. Thì test màu tất cả là thông số nó bằng nhau hết à. Nên bởi vậy là mình có thể nuôi dòng nào cũng được. Với cả test màu thì nó không phải là dòng gen thuần. À. Tức là nó có thể đẻ ra những màu khác hoặc những màu trong. À. 10 con á, thì khoảng tầm 5-6 con màu đỏ thôi, còn lại nó sẽ ra một con trong trong hoặc đen đen. À. Thì khi mình muốn cả một cái bầy đỏ như vậy á, là mình phải vớt những con đen, những con trong nó ra, để những con đỏ lại để cho cái đàn nó đẹp hơn, với cả nó không có đạp ngược lại á. À. Để nó không bị mất cái gen của bố mẹ nó. À. Thì cái đàn của anh nó sẽ cải thiện gen tốt hơn. Có nghĩa là mình chọn lọc, chọn đúng đỏ để lại, con nào coi như là không đỏ thì loại ra. Dạ đúng rồi, nuôi tép màu là phải chọn lọc. Dạ, chọn lọc nhiều hơn tép ong. Dạ. Em đến với bộ môn này lâu chưa? Dạ đúng ra thì em tới từ năm 2013. À. Thì sau đó là chơi được khoảng tầm lúc đấy là ở Nguyễn Thông đó, em ra mua mấy con tép đỏ SRC nè. Về trồng với hạt giống trân châu đó, huyền thoại đó. Xong chơi được khoảng tầm hơn một năm. Nó đẻ nhiều lắm nhưng mà em lại mắc đi học nè, rồi xong đi lính nè, bỏ mất khoảng tầm 4 năm, 5 năm xong quay trở lại là chơi. Tức là năm đến năm 20 cuối năm 2017 là em bắt đầu em chơi lại. Là lúc đấy em nuôi là cái tép Blue Rim á, là em nhớ là em nuôi đẻ mà hun hết ở vách ở đây nè. Trong lúc đó là em mới đăng trên nhóm em bán, xong tự nhiên thấy cái lượng khách tới mình đông quá. Xong hồi đấy em bán trên lầu á, là có mỗi ba cái hồ thôi, sau đó là khách là xếp hàng từ đây lên tới cầu thang luôn. Nghe đã. Mà dưới này thì chỗ chỉ là chỗ để xe thôi. Đó, xong bắt đầu là thấy đông quá mà xong bắt đầu mới suy nghĩ ra là ủa sao mình không kiếm nguồn tép đi nhập này kia về bán luôn ta. Thay vì đó thì mình sẽ chọn lọc y chang, mình nhập y chang những con tép mà mình đang nuôi đẻ mình lọc ra. Đó thì để mình đem lan tỏa thêm cho mọi người. Tại vì môn tép cảnh này hồi đấy em chơi là cực kỳ ít người biết tới. Đúng rồi. Đó nên em muốn là đam mê chia sẻ chung với mọi người. Đó xong mở tiệm tép. Thực không phải gọi là tiệm mà là 4 hồ thôi. Đó ở dưới này, xong đó vài chai khoáng này kia rồi bút đo tì đét, có mấy cái đó thôi. À, khởi nghiệp lúc đấy là có bao nhiêu, có 12 triệu à. Đó xong tới giờ là lên được hết nhiêu đây này. Là khách ủng hộ em là em lên được nhiêu đây chứ em không có vốn. Ok, quá hay luôn em, coi như xuất phát điểm là từ cái đam mê. Dạ đúng rồi. Xong rồi, xong rồi nó nghề nó chọn mình luôn. Dạ đúng rồi. Quá tuyệt vời em. Dạ. Anh biết cái con tép này là cũng nó vào Việt Nam chắc cũng phải chục năm hơn rồi. Dạ. À, nó rất là lâu rồi. Mà dạ. Xưa là anh giống như đọc báo cái ca sĩ Lưu Anh Tuấn đúng không ta, lúc đó ông dạ. chơi mấy con tép mà anh nghe nói có những con vài trăm triệu luôn á. Dạ đúng rồi. Mà cái tuổi thọ lại rất là ngắn. Dạ. Đúng không em? Dạ đúng rồi, tầm 1-2 năm thôi. Ở 2 năm mà thôi. Thậm chí mấy ngày nữa, tại vì hồ không ổn nó cũng chết thôi. Nên bởi vậy nó sẽ không có nói trước được cái đó. Cho nên là ngay từ đầu mình có giới thiệu với các bạn là cái bộ môn này nó không có mới nhưng mà nó vẫn còn khá là lạ so với nhiều người luôn. Bản thân mình biết nó nhiều nhưng mà không có cơ hội tìm hiểu. Thì hôm nay tới đây phải nói là rất là đẹp luôn và sẽ được Đức Duy tư vấn cho mình. À, một lát mình sẽ nhờ Duy làm một cái hướng dẫn cơ bản cho những anh em newbie nếu muốn tham gia vào chơi cái bộ môn này. Tuyệt vời. Mình mua gì anh ơi? Còn những con ốc này ốc gì em? Ốc đó là ốc Sulawesi anh ha. Sulawesi ruột vàng, cái này có xuất phát từ Indo ạ. Indo. Mà nó có tác dụng gì trong chuồng không ta? À, ở trong cái hồ thủy sinh á, thì con này nó sẽ có tác dụng là ăn rêu hại bám trên kính này hoặc là trên cây anh ha. Hoặc cái thứ hai nữa là nhìn nó, cái mặt của nó nhìn nó mắc cười nên người ta mua nhiều. Tức là nó có thể, nó là loài lưỡng tính và tự đẻ được. Nên nuôi một mình nó cũng đẻ được nữa. Và ra mấy con ốc con nhìn dễ thương lắm. Đúng rồi. Nó có hai đầu giống tụi ốc sên. Ốc sên đúng rồi. Cái đó thì mới gọi là cái hay của nó. Như ốc này nó nhìn mặt nó dài lắm. Nè. Nó dọn bể, ăn rong rêu. Mà cái vỏ nó cũng đẹp bạn, màu đen, xoắn ốc, nhìn cũng hấp dẫn.
Nó còn nhiều dòng lắm, anh cứ coi thôi. Cái này là em mới nhập về, không có hồn em phải thả ra đây. À. Có tép Yamato. Tép Yamato hả? Cá nên gì? Neon hả? Yamato là 30 ngàn một con, size lớn nhỏ có đủ hết anh ha. Đó là chuyên về dệt rau hại. Cáo tô. Cáo tô thì 35 ạ. Anh lấy hồ nào cũng được. Đây ở trong hồ này, rất là đẹp. Trốn trong này. Nhìn nó cứ nhỏ nhỏ mà tép màu rất là đẹp luôn. Hình như tụi này size nó cỡ này thôi, đâu có lớn này. Đã có anh, size lớn thì bên này trời ơi, nó size nó bự lắm. Tại vì nuôi đẻ thì mới có những con size như thế này cho anh coi thôi. À. Size này nó khoảng tầm gần 3 xăng, đó là con lớn nhất ở trong hồ này, ở trong xốp này luôn. À. Mà nó cũng mát size luôn rồi. Hay dạ đúng rồi, con đó là mát size đó. Mát size. Hồi trước có một con Wired em nuôi là 3.1, 3.2, nó to lắm nhưng mà nó mới chết cái đây 2 tháng rồi. Nó theo em cũng lâu lắm rồi đó, tại nó có một cái kiểu hình nó dị lắm nên mà vậy em cứ để em nuôi rồi đó. À. Nó đẻ nhiều lứa lắm rồi. Bên tép này chắc màu sắc nó cũng đa dạng lắm ha. Dạ đúng rồi, đây hầu như là mỗi hồn là một loại luôn. Nên nhiều đây là nó gồm nhiều dòng ở Việt Nam mình rồi. Kể cả những dòng hiếm như dòng này, dòng Santa này, đó là Việt Nam mình cũng hiếm này. Nhưng mà mấy dòng này nó nguồn gốc ở đâu? Đâu phải Việt Nam hả? Dạ đúng rồi, đúng ra thì nó nguồn gốc là từ Nhật Bản đó. À. Nhưng mà nó được phổ biến ra ở Đài Loan này, ở Trung Quốc này, ở các nước bạn người vẫn nhập về người ta nuôi người ta gầy lên. Mỹ hay là Đài Loan, Trung Quốc rồi Indo. Ở Việt Nam mình nữa đúng không? Nuôi đẻ là bình thường đúng không? Chẳng qua là nó chưa có phổ biến rộng rãi thôi. Dạ đúng rồi. Thì chứ Việt Nam mình chạy nhiều lắm á, nhiều chạy lớn lắm á. Người ta chuyên về nuôi đẻ xong người ta lại xuất ngược ra bên ngoài. Còn em thì đánh thị trường Việt Nam. Chứ em không có hướng nước ngoài thì một mình em làm không nổi. Đúng rồi. Nên em chỉ làm ở Việt Nam thôi. Đây quay với cái hồ dưới này này. Cái hồ sinh sản mà nhìn đã hơn này. Rồi bị lúng luôn rồi các bạn ơi, đầu bị dính. Đó là cái sản lượng, cái này là hai lứa anh ha. À. Tức là trong vòng 3 tháng là nó sẽ xuất ra được như đây. Ồ. Dạ. 3 tháng là nó đẻ một lần. Dạ không, 3 tuần. 3 tuần. 3 cho tới 4 tuần là đẻ một lần. À. Thì anh em tính cả cái thời gian mà nó upside này kia nữa rồi nó không có nói trước được, chẳng hạn như là nó sẽ lớn nhanh hoặc là nó bị dừng một thời gian do stress, sau đó là nó sẽ lại lớn nữa. À. Nên mình tính khoảng tầm 3 tới 4 tháng là nó sẽ ra được sản lượng như này. Con tôm nó cũng bị stress nha các bạn. Dạ, có. Chứ không phải là nó không bị stress ha. Dạ. Thường thường chúng ta hình dung là những con nào mà nó có đầu óc đồ này đó nó mới stress thôi, nhưng mà con tôm nó cũng có stress đúng không? Dạ có. Nó cũng xuống màu cũng đồ này. Dạ đúng rồi, nó tụt màu này rồi nó không, nó bỏ ăn này, nó trốn này. À. Thì đó những cái biểu hiện của môi trường không ổn định hoặc là nó bị sốc môi trường hay như là đó. À. Còn khi mà tép nó ra nó bù linh thức ăn như thế này, nó ra đông đủ như thế này thì nó đánh giá được là con tép đấy và cái chất lượng nước hồ đó đang rất là ổn định. À. Dạ. Nghĩa là nó tự do đi ăn đi uống. Dạ đúng rồi. Nhìn nó là thần thái nó tốt đúng không? Dạ đúng rồi. Thì họ khách họ kiếm em là cũng từ những con tép mà khỏe như vậy. Ừ. Tức là khỏe rồi thì dưỡng khỏe rồi thì về hồ người ta chắc chắn sẽ khỏe thôi. Ừ. Nó đỡ hao hụt hơn. Mấy con tép đen đẹp quá. Dòng đấy là King Kong đó. King Kong hả? Dạ. Sorry anh, cái bảng tên là từ nhỏ ở nhà nó quậy nó giấu hết đi rồi. Ồ, trong này anh thấy có cái ống thuốc gì nữa hả ta? À, cái đó là stop amon, tức là nó sẽ là khử NO3 anh, nitrit với nitrat á. Ừ. Thì những cái đó sẽ làm một là chết tép này ha, hoặc là nó sẽ gây con tép của anh nó bị stress á. Ừ. Nồng độ NO3 nhiều giống như kiểu ô nhiễm quá mà cái lượng cây của mình nó hấp thụ không có được. Tại vì nitrat với nitrit là cây sẽ hấp thụ. Ừ. Mà cây hấp thụ không kịp thì nó dư thì tép của mình nó sẽ không có năng động. À. Dạ. Cho nên bỏ này vô cho cân bằng lại. Dạ đúng rồi, nó sẽ cân bằng lại. Ừ. Con này là mũi đỏ hả ta? Dạ không ạ. Cái này anh nghĩ nó là panda. Dạ không, nó là trắng đen. Dòng này là black bee, là ông đen ạ. À? Ông đen, à black bee. Dạ. Con này giá cũng dễ chơi các bạn, 25 ngàn à. Combo 10 con thì chỉ có 200 thôi. Cái hồ 4 đó. À anh đang muốn chơi bố cục gì? Iwagumi hay là rừng hay như thế nào? Cái lũa. Có bố cục, có đồ rồi. Lũa hả? Đúng là mỗi bộ môn nó sẽ có cách set up rồi khác nhau. Cái này mình thấy xanh. À cái này lũa xanh đá. Nếu như mà hồ 45 thì anh chơi khoảng tầm từ 2 tới 3 con thôi để cho nó cân bằng ha. 2 đến 3 con này. Con Yamato đó. Tại vì một mình nó là ăn bằng mấy chục cái ăn rồi. Ừ.
thì nó sẽ là người mà cân bằng dài cho cái hồ của anh, thì anh không cần phải dọn. Tức là những cái rêu tảo tảo nâu bám hiện lên đó, thì nó sẽ là người xử lý cái đó. Đấy. Còn đây, còn ô tô có cần... Ô tô thì nó cũng tương tự như thằng Yamato thôi. Nếu như mà anh xài ô tô thì thay vì đó anh mua Narita nó dọn kính cho anh thì nó sẽ đỡ cực cho anh hơn. Tại vì ô tô giá thành cũng cao mà chức năng nó cũng như Yamato thôi. Nên bởi vậy nếu như mà mình mua 3 ô tô sau đó mình mua những Narita dọn kính thì nó sẽ hay hơn. À không, tất cả những dòng tép đều là dòng lành tính hết anh. Nó không có gây khả năng sát thương này kia đâu, trừ khi con tép nó chết rồi bắt đầu nó mới ăn thôi. Còn lại thì không có tấn công nhau. Nó không có như cá hả? Ok, để chiều qua đây. Dạ rồi, ok. Trên này có những con ốc vàng vàng, ốc gì ta? Ốc đó là ốc Narita. À, Narita. Hồi xưa Narita anh... thì nhưng coi thế này gì nó nhiều, nó đẹp hơn nè. Narita thì nó là ốc nước lợ. Nó lớn lên nó chỉ đẻ trứng thôi chứ nó không có đẻ con đâu nha. Nó sẽ dọn trên cái bề mặt kiến này, cái hồ này là em không bao giờ em phải đi lau luôn á. Không bao giờ phải đi dọn kiến này, nó tự nó lo hết ở đây luôn. Còn đám tép Nhật Amano hay gọi là Yamato á, thì nó sẽ ăn rêu bám trên những cái cây này. Hồ này cách đây 2 tháng thì cái cây này nó màu vàng là em rút lọc rút đèn rồi, nó chết rồi đó. Nhưng mà ông anh vợ ông kêu là ông muốn chơi cái hồ này, phục hồi lại cho ông, là em phục hồi lại 2 tháng sau rồi lên. Lên đèn có ánh sáng, cây có nó phát triển lại. Đúng rồi, bơm dưỡng vào, bơm phân nước vào, CO2 đèn lên. Vậy là chơi này cũng là chơi nước. Dạ đúng rồi. Nghiên cứu về nước. Dạ, về nước mới dinh dưỡng. Anh thấy cái cục này giống như cục đồ ăn hả? Hay cái gì? À không, cái này là nó là CO2 anh. Dạng sủi mịn á, để cho cây nó dễ hấp thụ hơn. À đúng rồi, thấy có bọt bọt lên. Dạ. Sủi mịn. Hay à, môn nào cũng hay. Còn mấy con này là còn nhỏ chưa lên màu hay là nó cái dòng gì vậy? Dòng này là dòng Snowball, nó là dòng sai thương sai sinh sản rồi đó. Ồ, nó trong veo vậy. Nhưng mà cái màu này là màu trắng tuyết. Mấy dòng màu mà đặc biệt. Ờ, cảm ơn. Cái màu mà dòng đặc biệt như này thì chỉ có mấy shop như bên em mới có thôi. Còn những shop khác thì người ta không có nhiều loại như thế này đâu. Thì nói thực sự là cái dòng này á là mình phải có full hết thì mình mới dễ bán được. Còn mình mà có một dòng này mấy dòng kia mà nó mình dưỡng nó không lâu được á thì xuất ra khó lắm. Nên mình phải full hết dòng cho khách thì khách dễ lựa chọn. Này chi chít luôn nè các bạn. Chi chít luôn. Đây là tép Thanh Mai, dòng tép xuất phát từ Việt Nam là Hải Dương. Nhìn nó hơi giống tép ong á. Dòng này thì sinh sản được ạ. Thanh Mai. Đúng rồi, Thanh Mai. Xuất phát từ Hải Dương. Đúng rồi ạ, là nó là vùng nước, nó là nước ngọt luôn á. Nói chung là tép này đẹp, ăn rêu tốt, đẻ được luôn. Nên nó đang là dòng tép rất là hot đó. Thanh Mai 2000 con à. Trời quá rồi. Quá dễ chơi luôn. Đúng rồi. Em thì các bạn mà newbie á muốn bước chân vô đây hay như là chưa biết gì luôn nha. Dạ. Thì có cần lưu ý gì? Dạ. Và có cái gì mà em muốn chia sẻ với mọi người không? À đối với những người mới á thì nếu như mà những người mà chưa từng biết tới thủy sinh á thì mình phải đưa cho một cái họ cái kiến thức, tức là đưa cho họ một cái công thức riêng. Để cho họ áp dụng vào trước, sau đó họ nhìn thấy cái hồ của mình á nó chạy theo một cái vòng tuần hoàn, tức là nó có cái này có cái kia. Tức là đưa người ta vào thực hành luôn á, người ta sẽ làm, người ta sẽ hiểu nó đang làm cái gì. Còn nếu như mà mình nói trên lý thuyết thì nó sẽ rất là khó. Nên thường bên em sẽ đưa ra một cái combo cho khách là bao nhiêu đó là bao nhiêu đó là bao nhiêu tiền này, rồi cần những gì cho khách hàng này để mà nuôi được con tép đó. Thì bên em thường sẽ đẩy combo ra cho họ như vậy. Sau đó là em sẽ giải thích cái này để làm gì, cái này để làm gì, và không có một cái nào gọi là thừa. Đó, bên em cái hướng đi là như vậy. Không, rất là hay luôn á. Cái kiểu mà anh em có thể gọi là thiết kế ra những cái combo cho những người newbie. Tại vì newbie á là người ta sẽ không có biết là cần cái gì, thiếu cái gì. Đó, thì coi như là bán nguyên cái gói combo đó về, anh em coi như là setup rồi chơi. Rồi từ từ nghiên cứu coi cái này. Duy sẽ chia sẻ cái này công dụng của nó là gì à, xong rồi quá trình vừa chơi vừa học đúng không? Dạ, đúng rồi. Sẽ hiểu biết thêm nhiều luôn. Còn đối với những anh em nào mà đã từng chơi cá này, chơi thủy sinh rồi á,
thì qua tép rất là dễ, tức là người ta sẽ nắm được là cái chu trình nitrogen hoặc là một cái hệ vi sinh nhá, nước nó trong hay là ánh sáng như thế nào, người ta nắm được hết rồi. Thì người ta chỉ cần tìm hiểu thêm đó là khoáng GH, tức là GH là cái khoáng mà cái lượng canxi magie mà con tép nó cần để hấp thụ cho cái vỏ của nó. Thì trong vòng từ 2 đến 3 tuần nó sẽ lột một lần, mỗi lần lột á, thì nó sẽ upsize. Đó, upsize tức là lên size để mà sinh sản này kia nó lớn lên á. Thì trong vòng từ 3 đến 4 tuần nó sẽ lột một lần. Thì những người đó thì em sẽ giới thiệu cho họ về GH là gì và cần làm sao để châm GH vào và làm sao để làm chủ được cái thông số đó. Thì lúc đấy người ta chơi rất là dễ, tại vì hệ vi sinh người ta đã quản lý được rồi, thì cái lượng khoáng này chẳng là vấn đề gì với họ cả. Hay, nếu có người hướng dẫn trước vậy thì sẽ không có bỡ ngỡ ha. Rất là dễ. Đúng rồi. Các bạn thấy con nào nó cũng sẽ thay cây thì nó thay lá nó lớn ha. Con igu thì nó thay da lớn. Con gà thì thay lông, con chim cũng thay lông, con tép thì thay vỏ. Mỗi lần thay vỏ là upside lớn lên. Đó là cái cách vận hành chung. Ủa vậy con người mình thay gì ta? Người mình biết thay gì luôn. Nói chứ con người mình mỗi một năm cũng thay cái dạng da tế bào chết đó các bạn. Cả cuộc đời cũng hình như bao nhiêu quá quên rồi, thôi quên thôi không nói vậy. Nhưng mà tại vì nó từng mảng nhỏ nhỏ mình không thấy thôi. Em cái gói combo mà coi như là thấp nhất để mà bắt đầu vô chơi thì bên em thiết kế là khoảng bao nhiêu? Nói chung là cũng rẻ lắm anh. Nếu như mà đầy đủ dành cho một con tép màu mà dễ chơi giống như anh này, một cái hồ từ 30 tới 40 nó khoảng tầm từ 600 cho tới 700 ngàn. Đấy là những cái là bao gồm cây cối rồi nha. Còn nếu như mà chưa có thì mấy cả đa số combo là em sẽ tặng thêm cây cho khách. Đó, nói chung là sẽ hỗ trợ người ta tối đa. Chẳng hạn những đồ nào mà khách người ta không xài người ta tặng lại cho em thì em sẽ tặng lại cho những người mới á. Em chứ không bán rẻ lại, tức em tặng luôn. Thì em hỗ trợ đó. Thì chung vị trí khoảng tầm từ 600 cho tới 700, 800 tùy vào combo, nhưng mà cơ bản nhất là như vậy. Ok, ví dụ như 600 nó sẽ bao gồm cái hồ chắc chắn rồi. Cái hồ này, cái lọc này. Cái lọc. Đúng nó rồi. Cần cái lọc nó đòi hỏi phức tạp không ta? Dạ không ạ, những cái hồ nhỏ thì cái lọc nó cũng công suất nó cũng nhỏ thôi, nó cũng rẻ, không có mắc. Còn cái lọc bio thì nó khoảng tầm 90 ngàn, rồi cái sủi có 65 ngàn thôi. Đó là cái là trái tim của cái hồ. Sau đó là tới bộ nền thì có 40 ngàn một lít thôi. Nó rất là rẻ. Cái đèn 30 thì nó khoảng tầm 101 anh ha. Đó thì vị trí nó khoảng tầm là 300 rồi. 300 rồi vi sinh thì khoảng tầm 70. Rồi chai khoáng 80 là 150, đó là 450. Đó là thêm một cái test hoặc là bút đo nữa khoảng tầm 100 ngàn nữa. Đó thì nó rơi tầm 500. 500 là thêm bụi cây nữa đi. Bụi cây 50 ngàn nữa đi, đó là tầm 550 cho tới 600. Còn mua thêm cái gì đó là tùy khách, thì em đang ướm chừng ở tầm đó. 550, 600 ngàn là có cái hồ ngắm chơi rồi các bạn. Ngắm như là chiêu luôn. Đèn này là chắc đèn ánh sáng bình thường thôi chứ đâu có công suất lớn hoặc là có cái công năng gì khác nữa đúng không em? Dạ đúng rồi, em chỉ bán những cái dạng đèn thủy sinh cơ bản thôi để cho khách nó dễ tiếp cận. Mấy cái tép nó không cần đèn đẹp đâu anh ơi. Em ở đây là em chơi đèn rạng đông này. Và mấy cái đèn bán quần áo này, đó chứ em đâu có chơi đèn xịn đâu. Quá ok. 5-600 ngàn là coi như là có thể trải nghiệm được rồi các bạn. Mình lại ham muốn lại nổi lên. Còn người này là cây. Hồi này thì em chơi chứ không có bạn. Rồi cái trong cái quá trình chăm sóc á thì mình có cần lưu ý không em, ví dụ như là thay nước rồi làm sao để biết mà pH các thứ rồi nó tụt giảm rồi bổ sung rồi các kiểu dạng vậy. Dạ. Thì nói chung là nó sẽ có ba dòng tép là ba mảng á. Thì nó mỗi mảng sẽ có một cái khác nhau. Thì em sẽ nói về cái mảng cơ bản trước, đó là tép màu. Thì tép màu á là cái pH của nó rất là rộng. Tức là anh có thể đây tép màu xem cái này em chỉ cho. Thì cái quãng của nó sẽ rất là rộng. Tức là nó rơi khoảng tầm đây. Đây sula tinh trắng ha. Rồi lướt đi. Này không có ghi pH cả. Tức là pH của nó sẽ kéo được dài từ 5 cho tới 8 luôn. Nó sẽ rất là rộng và những trong nó bao gồm cả nồng độ axit nhiều này hoặc là trung tính này hoặc là kiềm nhiều này, nó vẫn đều ok hết. Có nghĩa là cái biên độ nó rộng rồi đồng nghĩa là nó dễ chịu. Dạ đúng rồi, là tối nào cũng sống được nên pH là những cái mình không cần phải lo về tép màu, trừ khi là cái nguồn nước ở nơi người ta ở nhiễm phèn nhiều này. Hoặc là pH cao quá là do nước giếng hay như thế nào đó người ta không có đo. Nhưng mà đa số khi mà anh chơi cái nền á, những cái nền mà của Nhật Bản hay là
Trung Quốc gì đó, là người ta đều đưa ra một cái thông số mà cái nền nó kéo về được cái mức ổn định cho tép. Đó nên nó có trên bao bì á. À có nghĩa là sử dụng cái chất nền đó là nó vô nó cân bằng cái pH lại. Đúng rồi, về đúng gần với cái thông số mà nhà sản xuất đưa ra. À. Còn cái thứ hai nữa là nếu như mà nguồn nước của mình nhá, đa số nước thủy cục á là pH của tầm 6 tới 7 thôi. Là mức trung tính cho người mình uống nó không có bị bệnh nhá. Nên mình chơi nền chơi hoặc là không chơi nền cũng được. Đó thì con tép của mình nó sẽ rất là thoải mái. Nên nhiều người kêu là không có nền nó có chơi được không? Nói là vẫn chơi được bình thường ha. Miễn sao là cái thông số của mình ổn là được. Đúng rồi, quan trọng là cái thông số. Dạ. Trong cái độ đó thì nói chung tép màu là cái dòng dễ nhất, cơ bản đúng nhất. Rồi. Ok, rồi cái level tiếp theo là ở trên đây Quang anh còn thấy cái chỉ số TDS này là gì nữa em? À TDS nó là tổng tất cả các cái chất rắn hòa tan đó, tức là tất cả các tạp chất hòa tan trong này. Thì bao gồm GH trong đó. Thì TDS thì nó chỉ nói chung thôi, tức là nó sẽ chia ra làm hai cái nữa. Một đó là nguồn nước, nước thủy cục mình á, là TDS nó ở quốc gia mình nhá thì đa số là tầm từ 30 cho tới 70 là nước máy đó xuất về đó, thì trong đó nó không có hàm lượng GH đâu. Thì khi mình đo TDS đó là nó khoảng tầm 30 tới 60 đúng không, nhưng mà anh đổ khoáng vào á thì anh trộn chung cái GH đó với những cái tạp chất khác rồi. Thì đo TDS này dành cho test nó không còn ý nghĩa nữa. Nên em sẽ khuyến khích mọi người là xài cái bộ test kit test GH cho test là vậy. Nên mà vậy là cái TDS này nó chỉ có ý nghĩa khi mà anh xài nước tinh khiết, là nước này không có tạp chất gì. Mà anh đổ khoáng vào nó chỉ đo cái khoáng đó thôi chứ không có tạp chất khác. Đó, vấn đề nằm chỗ đó. Dạ, nên em sẽ đưa ra hai thông số TDS với GH tỷ lệ thuận với nhau. Cho mọi người dễ hiểu. Tỷ lệ thuận. Đúng cái rồi. Cái cao là cao, cái kia cao luôn. Dạ, đúng rồi. Tại vì một GH, đơn vị GH thì tương đương với khoảng tầm từ 27 tới 29 ppm, tức là 27 tới 29 TDS. Tầm đó, nó dao động tầm đó. Ok. À, chơi chơi mấy cái loài mà nó sống trong nước á, thì đồng nghĩa là chúng ta chơi nước các bạn. Trong nước thì chúng ta quan tâm tới cái mà nhiều nhất là cái độ pH này. À, này nọ thứ này có nghĩa là giống như là nó phải phù hợp, nó mới gọi là hô hấp đồ, đại loại là vậy. Giống như mình sống quen cái không khí ngoài trời nè, nếu mà giờ nó ít cái oxy mà nhiều CO2 cái là mình ngộp thở khó thở liền. Nó kiểu dạng vậy. Rất là hay luôn. Sorry nãy giờ làm phiền cái gọi là cái quá trình mua sắm của em, nãy giờ em ngắm nghía rồi được không? Thấy cái gì rồi? Chọn được em nào chưa? Hơi khó. Hơi khó hả? Khó chỗ nào ta? Chưa biết chọn dòng nào. Chưa biết chọn dòng nào. Thì em tìm hiểu tới dòng tép này qua đâu? Dạ, vì trong kiểu trong nhóm rồi xong có anh đi chia sẻ, anh này đang like á. Em thấy. Em thấy rồi, em hẹn họ lên đây luôn. Tại hồi trước là em có làm một cái event. Tức là thực ra là em làm bao nhiêu năm là em chưa có làm event tặng khách cái gì hết á. Thì bữa đó là em sẽ lên mười mấy combo á, tức là tất cả các dòng tép ở đây nè, là em đều lên combo để tặng khách. Là khách chỉ việc em bấm xuống công viên là khách đoán là em lấy kết quả gần nhất, đó là em tặng cho người nào gần nhất. Đó là để tri ân cho người ta. Để người ta, tại vì họ là người mà giúp em lên được cái shop lớn như thế này. Ok. Thì nhà chia sẻ lên chắc anh này sẽ thấy. Đó thì rõ ràng là thấy xong rồi mê nè, giờ đang dính nè, chôn chân đây luôn rồi. Em tính chơi dòng nào? Chắc cơ bản nhất chơi tép màu. Mới vô à. Này là xài nền keramic được không ta? À, nền tép màu thì nền nào cũng được hết này. Ceramic là gốm. Gốm ceramic. Cái đấy là nền nó thoáng hơn, nó không có kéo pH xuống. Nền đó thì chơi tép màu là cực kỳ ổn. Tại chơi dòng này nó bị trùng màu đỏ nên. Ở nhà em có hồ nào chưa? Dạ, nếu mà ở nhà có hồ cá lóc với hồ cá vàng canh chua. À, rồi em bỏ mấy này vô cá lóc thôi. Dạ, nuôi chung với hồ cá lóc đi. Nhưng mà chưa có hồ tép nào đúng không? Dạ. Là hôm nay lên là rước luôn. Dạ. Là lát chạy về Tiền Giang luôn hả? Dạ, lúc đó em học ở trường đại học Hồ Tép á. À, Hồ Tép ngay đây à. Ceramic thì cái màu nó sẽ như thế này, nó hơi hồng xíu. Thì anh có thể chơi mấy cái dòng như là sô-cô-la hay là mấy dòng blue như thế này thì nó sẽ hợp hơn. Thì nó sẽ tôn được cái màu nó lên. Còn mấy dòng đỏ này thì nuôi nền ceramic cũng được á, nhưng mà nó không lướt đi thì hợp hơn, còn hai dòng này nó không có hợp lắm. Thì em sẽ chia từng nền từng khu ra là vậy đó. Mấy cái dòng màu tối như này em chơi màu đen là không thấy đó. Nên em phải chơi nền Nakadama.
giống như ceramic của anh đó, à, nó sẽ tôn cái màu nó lên hơn, nhìn nó sáng hồ hơn. Nên nói chung là mỗi một dòng một màu nó có một cái cách làm cho nó nổi bật riêng. Vậy. Cái nhiệt độ của cái nơi nuôi tép mình đó, nó có quan trọng không em? Dạ có anh. Nhiệt độ với tép á thì nó phải cần ổn định nha, chứ nó không cần phải mát một lúc sau đó lại nóng. Tức là đừng chênh lệch quá 3 độ trong vòng 1 ngày. Tép màu này thì thoải mái lắm, trên 18 dưới 31, quãng nó cực kỳ rộng. Nó có thể sống thoải mái hết đó. Chứ không phải là sống đúng bao nhiêu độ đâu. Cái đó là trên lý thuyết thôi, nhưng mà khi vào thực hành thì nó đơn giản lắm. Với lại từ từ nó cũng sẽ thích nghi. Dạ đúng rồi. Cái gì con người mình cũng vậy mà, cũng phải thích nghi nữa mà. Đúng rồi. Rồi buổi tối ở đây em có tắt máy lạnh không? Em chơi 24/24 luôn. Của em là 24/24 đó. 24/24 máy lạnh luôn. Đúng rồi, tại vì cái dòng tép dàn tép lạnh bên này này là phải từ 22-26 ổn định trong vòng đó thì nó mới sinh sản tốt được. Nên bởi vậy mới nuôi đẻ bên này, còn bên này thì em nhập từ Thái. Rồi Việt Nam mình nó hay có bị tình trạng cúp điện, hay lúc cúp điện thì sao em? À cúp điện thì ở trung tâm mình thì không cúp quá một ngày đâu. Hồi trước ở đây là mình bị cúp rồi. Cúp từ sáng cho tới chiều. Nhưng mà mình cứ ngồi mình coi biểu hiện tép thôi, chẳng hạn như là nó bắt đầu có tình trạng như là yếu dần hoặc nước đục á, là bắt đầu mình sẽ rạn ít đường mà. Đường? Dạ đúng rồi. Để nó tạo thêm một cái dạng oxy hòa tan thêm cho nó thì nó sẽ đỡ hơn, mình sẽ duy trì nó. Ồ, nó có nghĩa là khi mà cúp điện là em sẽ rải một lớp đường lên. Dạ không, tức là quá 12 tiếng thì bắt đầu mới làm, còn thực sự thì không có cần thiết đâu. Tại vì ngày xưa em cũng đọc cái đó trên các hội nhóm anh em chia sẻ. Thì hồi trước em có làm thử rồi. Thấy cũng hiệu quả à. Đúng rồi. Cái này chuyện vui thôi. Có mấy anh em nuôi cá vàng tới lúc cúp điện mấy bà cháu thì cầm cái ống hút thổi rồi xì. Ồ cái đó là CO2 chứ. À đúng rồi. Thổi cho nó xuôi xuống. Đúng rồi. Nếu như mà cái mặt nước của anh động á thì nó vẫn cung cấp oxy hòa tan được. Này thổi cũng hơi mệt á. Với cả tép thì thoải mái anh. Tại em để trong bọc em đóng á, hồi trước em có gửi đi Mỹ rồi. Nên mà vậy. Ồ em đi xuất đi Mỹ luôn. Dạ đúng rồi. Là có gửi qua một người bạn, người ta bên đó người ta mang từ đây về. Đó là nói chung cũng gửi cũng nhiều, cũng mới hôm kia xong rồi mới gửi đồ sang bến luôn. Là cũng người nhà mang sang bến. Dạ. Nó đóng đi được nói chung là 36 tiếng 2 ngày á là thoải mái. Hai luôn. Em hồi nãy anh có nghe em nói là tép này nó có gọi là nó có 3 level. Level tép màu là cơ bản nhất. Đúng rồi, là ba mảng. Ba mảng chứ hả? Rồi mảng thứ hai là mảng gì? Mảng thứ hai là bên tép lạnh. Tép lạnh hả? Dạ đúng. Bên này là tép màu, bên này là tép lạnh. Dạ đúng. Tép rồi. Lạnh thì nó tất nhiên là cần nhiệt độ nó thấp hơn. Dạ đúng là rồi. Trong khoảng bao nhiêu em? Nó khoảng tầm từ 22-26. 22. Và cái điều kiện dành cho nó thì nó phải cực kỳ gọi là chuẩn chỉ đây. Chặt chẽ hơn. Dạ đúng rồi. Đâu em cho anh vài cái thông số để cho mọi người có thể hình dung. Tức là đây, với dòng tép lạnh nhá. Thì nó yêu cầu là TDS từ 90-120 đối với nước raw nha, là nước tinh khiết. 90-120 ppm tức là cái thông số mà cái lượng khoáng nó nằm ở trong này. pH là từ 3-6 này, nó sẽ tỷ lệ thuận anh nha. Đó, nhiệt độ của nó phải từ 22-26 độ thì nó mới đẻ được. Nó mới ôm trứng, nó mới sinh sản, trứng nó mới nở được. Với cả anh phải chơi đúng cái bộ nền của nó. Tức là trong cái nền đó nó sẽ có cái hàm lượng humic và fluic giúp cho con tép nó sinh sản, nó phát triển hiệu quả hơn. Và chính những cái hàm lượng humic với fluic đó nó sẽ cái tỷ nó sẽ gọi là tỷ lệ nghịch nhá, tức là nó càng nhiều thì pH nó càng thấp. Đó nên nó sẽ là cái để mà giúp đưa về cái thông số mà phù hợp nhất cho con tép ốc. Nền nó thì thường nó sẽ là của Nhật Bản như là Benevachi này rồi ADA này mấy dòng đó. Nghĩa là tép màu thì cái nền nó không thực sự quan trọng lắm. Dạ đúng rồi. Nhưng mà đối với tép lạnh là cái nền nó là một gọi là một cái chủ đạo. Đúng rồi, nó đẻ nhiều hay không là do nền đó. Nền quan trọng các bạn. Rồi ok, cái mảng thứ ba là cái gì? Mảng thứ ba là về Sulawesi. Sulawesi. Sulawesi là bên này dòng tép Indo ạ. Dòng tép Indo, nó trồng suốt vậy, nó nhỏ vậy ha em. Dạ, đây ở trong hồ này thì em sẽ có hai dòng thương mại cơ bản đó. Tức là sẽ bao gồm một cái dòng Sulawesi chân trắng này. Đó. Chân nó màu trắng nên gọi là Sulawesi chân trắng. Cái chân là cái dài dài mà mảnh thì mảnh đó. Đúng rồi, nó gõ xuống này. Thì khi một cái hồ của anh có tầm 1000 con nó gõ thì cái hồ của anh nó sẽ nhảy lên. Nhìn thấy rất là mê. Nhảy lên sao ta?
chưa hình dung được. Tức là anh nhìn tất cả các bề mặt đều có tép và đều có chân trắng hết là tụi nó cùng nhảy dưới này nè. À, có nghĩa là thấy nó giống như là cái rêu nó dập dìu dập dìu. Đúng rồi, nhìn từ xa nhìn nó rất là đẹp. À. Ngày xưa thì em có nuôi rồi nhưng mà hiện tại giờ em không có đủ không gian đó, nên em bắt buộc là phải thương mại ra những hồ như này và sẽ có trại riêng là sẽ có đầu vào hết. À. Thì trước em nuôi trên lầu đó mà giờ em dẹp luôn mà không có thời gian chăm. Cái dòng tép này nó có nghĩa là ba mảng này là nó nói về cái độ khó hay là nó nói về cái gì ta? Tức là nói về những cách nuôi khác nhau. Cách nuôi khác nhau. Dạ. Thì dòng tép Sulawesi này thì nuôi nó khoảng tầm từ tốt nhất là từ 26 cho tới 28 độ là sinh sản hiệu quả. Và cái thứ hai nữa là pH của nó phải trên 7, dưới 7 là nó sẽ rụng. Rụng kinh, rụng càng ha. Đúng rồi, nó không có đào, không có gõ nữa là nó chết đó. À. Nên mình phải xài đúng cái muối, cái lượng khoáng đó, là nó sẽ có một cái muối là vừa bổ sung GH và vừa tăng pH cho nó. Đó, nên mình xài cái đó thì mới nuôi con Sula này được. Và nó cần cái hệ vi sinh nó phải mạnh, tức là cực kỳ ổn nó thì nó mới duy trì được, còn không là nó sẽ chết. Nó là dòng tép nhạy cảm nhất trong tất cả các dòng tép. Nhạy cảm, rất là nhạy cảm. Sula chân trắng. Nhưng mà giá nó cũng dễ chịu ha. Cái là vấn đề nó không phải ở chỗ là nó mắc mà vấn đề là nó nhạy cảm thôi. Đúng rồi, cái này là cần phải chinh phục, phải gọi là kỹ tính tỉ mỉ. Dạ đúng rồi. Tỉ mỉ từng bước là không sai một khâu nào luôn. Còn không là nó trốn, nó không ra ngoài như thế này đâu. Cái hồ phải cực kỳ ổn định nó mới chui ra ngoài như vậy được. Là dòng nó nhát lắm. À, nếu mà không là nó sẽ trốn. Đúng rồi, nó sẽ trốn hết mà anh không nhìn thấy một con nào trong hồ đâu. Còn khi nào hồ nó ổn á, cái hệ vi sinh ổn nó sẽ ra hết ngoài như vậy. Mấy cái tấm này mấy tấm lọc hay gì em? Đúng rồi, cái chỗ đó là chỗ gọi là chỗ trú của vi sinh nhé. Cái bông đó chính là chỗ trú của vi sinh. Vậy là những người chơi tép là những người rồi như là đa số là sẽ tỉ mỉ. Dạ đúng rồi. Thận. Nó cũng nói lên tính cách đúng không? Của người chơi đó. Đây, Sulawesi lên hình này sẽ có 3 mảng cho anh. Đây là hình này do em chụp ha. Ồ, em chụp luôn hả? Dạ. Đây là Sulawesi chân trắng là dòng Sula này, còn giữa là tép màu, ngoài kia là tép ong. Thì đó chính là ba cái mảng chính mà bên em đang làm đó. Là tự chụp rồi in luôn. Cũng khó chụp à, nhỏ mà chụp cho nó nét này cũng khó không? Dạ. Để em xài cái lens đó. Macro quá ta. Dạ đúng rồi. Lens thì nhiều loại lắm anh. Đây là cái chính. À, lens này thôi ha. Chụp điện thoại anh tưởng phải chụp bằng máy xịn nó mới ra căng vậy chứ. Nếu như mà anh mà muốn máy mà chuyên nghiệp á, nó em cũng có hỏi giá rồi, người ta báo là trên 100 triệu. Nhưng mà em không có làm trên đó được. Em lấy cái lens em mua có 200-300 ngàn thôi, em chụp là dư sức rồi. Một ngày mình nãy anh thấy em cho mấy bạn này ăn một hồ vậy cũng đơn giản quá, dục có một miếng đó cho anh mượn, cái đó là cái gì em? À, cái đó là thức ăn của bên em. Ồ, cái này bên mình sản xuất luôn? À không, cái này là đặt từ bên Đài về, Đài Loan. Tức là Đài Loan là một cái nôi của ngành tép. Nên người ta sẽ có nhiều cái gọi là chuyên môn về dòng tép cảnh hơn. Thì người ta sẽ định lượng được là bên trong nó có cái gì. Chẳng hạn như là đạm động vật, đạm thực vật, men vi sinh, men tiêu hóa sẽ đầy đủ hơn. Thì mình cho ăn tép thì nó sẽ an toàn, nó không có bị tắc ruột. Nói chung là nó sẽ phát triển cực kỳ tốt. À, cái này là em đặt từ bên Đài về nhưng mà thương hiệu bên mình luôn. Đúng rồi, là bên em sẽ là đóng bao bì. Đây các bạn, tép màu quận 3 ha, này là tên shop luôn á. Nói chung ở đây thì cũng dễ đi. Nếu mà chúng ta đi được một lần rồi chúng ta sẽ thấy nó tương đối dễ. Còn mới lần đầu cũng hơi khó. Cứ alo cho chủ shop chỉ đường. Nãy mình cũng đảo như 3 vòng là vô được tới đây. Đây các bạn. Hồi nãy mình thấy Duy cho ăn rất là đơn giản luôn. Cứ một chuồng là quăng một miếng vô vô à, tụi nó bù rồi nó ăn. Cái này thì nó không có tan mà không làm dơ nước. Tức là thường thức ăn Việt á sẽ nở ra. Đúng rồi. Hoặc là bột nó nhiễu ra ngoài, nhưng mà những dòng này thì không. Là thả vô nó không có làm bụi nước, không làm dơ nước mà tép nó ăn cực kỳ nhiều. Nên anh thấy đa số hồ của em này, hồ nào nó ăn cũng rất là nhiều. Và giờ anh thả bao nhiêu nó cũng ăn hết nữa. Nên đó là cái thức ăn này nói chung là em cũng không có quảng cáo. Nhưng mà hiện tại nó đang là sản phẩm mà bán chạy nhất trong những cái sản phẩm em tự đóng bao bì á. Hôm qua là em bán hết 15 hũ một ngày á. 15 hũ bán lẻ chứ không phải bán ship đi nha. Là đóng không có kịp luôn á, là sáng nay em phải đóng để hôm nay quay nè. Một hũ này là bao nhiêu em? Dạ, một hũ này thì nhiều lắm anh, em bán 15 gram là 70 ngàn á. 70 ngàn. 15 gram thì anh có thể cho ăn với lượng tép dưới 100 con là khoảng tầm 3 cho tới 5 tháng.
70.000 mà 5 tháng 3 tới 5 tháng á. Quá dễ chịu. Nói chung là bộ môn này anh thấy rất là dễ tiếp cận với nhiều người. Hay. Mà đúng rồi, thường thường anh thấy đồ ăn đổ vô đồ nó nở, nó tan ra, nhìn nó dơ. Đúng rồi, cái đó này, mình vệ sinh đó. Cái này con tép nó tự bu lại cái cục đó nó ăn. À, với lại con tép này cái vấn đề ăn uống á, ăn nhiều quá nó có bị dẫn đến cái vấn đề gì không em? À, tép á, ăn nhiều quá tức là tùy theo loại thức ăn, chẳng hạn như là anh cho thức ăn bên em á, anh cho nhiều nó ăn chán thì nó sẽ bỏ. Nhưng mà đối với những thức ăn mà chứa đạm bột cá, bột tôm quá nhiều á thì nó sẽ gây tình trạng dư NO3. Tức là giống như xác cá tép chết á, nhiều quá thì nó sẽ gây sáng, và thức ăn nó cũng vậy, nó cũng từ xác động vật ra thôi. Đó thì bên em thức ăn này thì nó sẽ cân bằng hết rồi, nên anh chỉ có việc thả vô thôi. Thí dụ một hồ này là một ngày em cho đúng một miếng nhỏ này vô là xong. Dạ đúng rồi ạ. Còn khách nào mà người ta muốn mình sâu hết dòng ra là người ta sẽ kêu là anh sâu hết ra cho em đi, ok em sẽ đi rải hết cái dàn này, anh nói anh thích dòng nào anh có thể mua dòng đó. Và mua em cho lựa luôn, là anh cứ lấy con đẹp nhất trong hồ về anh là anh nuôi giúp em thôi, nên bên em buôn bán xưa giờ là vậy. Chơi trăm điều dễ luôn. Dạ đúng rồi ạ. Lần ăn có một miếng như đây thôi các bạn, 100 con cho xuống. Chỉ miếng như đây thôi. Miếng nhỏ hơn đó, miếng anh có một nửa thôi. Nửa thôi hả? Dạ, chứ không có nhiều vậy đâu. Anh đợi em trước để em... Đến cắn thử. Giờ mình cắn thử cho lên màu nha các bạn. 0963 877 451. Đúng rồi. Tính nhanh giúp em anh ơi. Rồi, cảm ơn anh. Cũng rất là nhiều phụ kiện ha, có thể là khoáng rồi vitamin rồi này nọ. Em quay bên này nè, bên đó là đồ em chơi không? Này trên này đồ chơi hả? Dạ, phân nước á, em chơi phân nước chứ em không bán cái đó. À, em chưa có thời gian em sắp xếp lại nữa. Nói chung là cũng đầy đủ hết tất cả cho tép luôn, cây gì cũng có, chẳng qua là em chia nhỏ ra. Còn phụ kiện thì kho thì em để trên lầu. Em là ngoài cái sản phẩm này đóng gói với tên mình thì em còn làm sản phẩm nào nữa? À dạ có rồi. Để em lấy cho. Thì đây sản phẩm này. Thì đều là giá là 70 thôi ạ. Đây là vi sinh bột, tức là khi mà mình sai cổ hồ, mình làm cái hồ mới á, thì cái này nó sẽ là cái mà thúc đẩy cái chu trình mà nitrogen, tức là nó sẽ hình thành cái hệ vi sinh của mình tốt hơn. Nó vi sinh thì cái nào nó cũng là từ phân này kia ra thôi. Đó, nhưng mà cái này là bên trại đài người ta làm, tức là người ta có công thức riêng. Đó rồi nó sẽ tái tạo cái hồ của anh nó ok hơn, nhanh ổn định hơn, tép sẽ khỏe hơn. Nói chung cái nước mới nó chưa có vi sinh thì mình bổ sung này vô. Đúng rồi, cái này nó sẽ hình thành mà cái hệ vi sinh nhanh nhất có thể cho anh. Nên thường là từ 5 tới 7 ngày là tép màu này có thể thả được rồi. Còn tép ong có thể kỹ hơn là 14 ngày là 2 tuần đó. À có nghĩa là sao, bây giờ ví dụ như một bạn đưa quy mua cái hồ mới về vô nước đồ này nọ bỏ này vô là phải 5 tới 6 ngày mới thả tép vô được. Dạ đúng rồi. Thì đó là đối với tép màu, còn tép này thì lâu hơn nữa. Nãy tép này cũng được ạ, 5 tới 7 ngày luôn, nhưng mà cứ làm theo công thức bên em á thì 7 ngày có thể thả được rồi. Đó là nó sẽ rút ngắn được cái quá trình mà hình thành vi sinh. Còn cái này là vita. Cái này là vitamin á. Là cung cấp chủ yếu là do tép bầu hoặc là do tép bột. Hoặc là tép sai thường cũng ăn được. Thì nó sẽ một là đề kháng. Tép bột thì thường nó sẽ rất là yếu và sẽ bị mấy con khác nó ăn á. Mấy con tép lớn nó ăn, khi mà lột mỏ xong nó sẽ gấp vô cái này nè. Đó nên mình cái này sẽ, nó sẽ có tác dụng là upside lên nhanh hơn. Nó qua được cái ngưỡng nguy hiểm rồi thì lúc đấy mình giữ cái tỷ lệ giữ được con tép sẽ nhiều hơn. Đó nên như cái hồ tép bột như thế này này, nó upside đều nhau hết á, là đều có lý do của nó. Mấy con lớn là mấy con cha mẹ hả? Dạ đúng rồi. Hồ này thì em thả có khoảng tầm 18 con thôi. Thì nó khoảng tầm 5 con trống, còn lại là mái. Đó là sản lượng nó ra rất là đều, và upside cũng rất là đều, nó không có bị đẹp. Thì cái này là, nó là đang là top 2 thôi, còn thức ăn là top 1. Sau đó mới tới vi sinh, đó là những cái sản phẩm em đóng bao bì bán. Còn cái này khoảng bao lâu mình mới thay nước lần nếu mà nuôi tép? Nuôi tép á, thì mình cứ thay nước định kỳ. Tức là thay nước nó sẽ không có một công thức chung, tại vì mỗi hồ là một thể trạng khác nhau. Chẳng hạn như hồ này NO3 nhiều, hồ kia NO3 ít, hoặc là hồ này đã tới điểm vàng rồi NO3 lúc nào cũng bằng không thì không cần phải thay nước. Mình thay nước á, mục đích của nó là refresh lại chất lượng nước. Tức là khi mà NO3 nhiều quá là tép nó sẽ dễ bị stress. Đó, sau đó là mình phải thay nước ra thì cái môi trường nó đỡ ô nhiễm lại thì nó lại tung tăng nó ăn uống thôi.
cái mục đích của nó là giảm NO3 chứ không phải là thay nước là đẻ nhiều đâu. Nó không có công thức nào mà đẻ nhiều như vậy đâu. Thì mỗi lần em quyết định thay nước là em sẽ có công cụ em đo nước. Đúng hay rồi. Là bằng mắt thường thôi, mình nhìn thấy. À, nếu như mà là người nuôi như em á thì em sẽ nhìn vào con tép. À. Hôm nay thả đồ ăn thấy làm biếng đúng không? Đo lại NO3. Đó, đo lại là thấy trên 10 đó là thay nước liền. Ngày hôm sau thả vô cái này ăn uống bù đầy luôn. Đó, nói chung là theo mình quan sát thôi, em nuôi bằng kinh nghiệm mà em đã từng trải chứ em không có đọc lý thuyết để em làm. Tại vì ngày xưa em cũng có tham khảo nhưng mà nó chật lất hết rồi. Nên giờ mình có tin chính bản thân mình. Đôi khi cái môi trường bên kia nó là vậy, còn cái môi trường ở đây nó khác thì mình dạ, đúng rồi. Phải thay đổi. Dạ. Nên mình làm việc theo đúng kinh nghiệm của mình. Và mỗi lần em thay nước là em thay nửa hồ hay là full hồ hay là 1/3? À, đối với tép á thì khi mà anh xài những cái lọc thùng cỡ lớn á thì anh có thể thay được trên 50% thoải mái. Tại vì nó tái tạo nhanh lắm. Còn đối với những người mà chơi lọc bio hoặc hồ nhỏ như này, người ta chơi lọc nó không được công suất, nó không có mạnh nhá. Thì người ta thay khoảng tầm từ 30% đổ lại thôi. Nếu như mà thay nhiều quá là hệ vi sinh của anh á, cái lọc nó tái tạo không kịp. Nó xử lý các cái NH3 ammoniac của những con này này không có kịp á thì nước của anh nó sẽ bị đục. Lúc đấy là tép của anh nó sẽ bị ảnh hưởng. Đó, nên nó nhiều yếu tố lắm. Nên mình chỉ thay 30% đổ lại thôi chứ không được thay nhiều quá. Không, thường thường anh thấy cá rồi cũng vậy, thay chừng 20-30% thôi chứ không có thay nhiều. Em cái tép này đó, mình ví dụ như giờ anh muốn làm cái hồ mà tại vì ở đây anh thấy mỗi hồ là một màu. Dạ. Thì mình có thể làm cái hồ cộng đồng mà nhiều màu với nhau. À. Có nghĩa là nó có nên chơi như vậy hay không á? Đối với tép ong thì không. À. Tép ong thì nó sẽ chia ra nhiều nhánh ở bên trong cái bảo vệ hệ của nó. Tức là đều xuất phát từ ong lên và sẽ lai chéo với nhau. Chẳng hạn như Taiwan bi này á, thì nó sẽ lai từ con tai bi cộng với cả con ong ra thì nó sẽ ra được Taiwan bi. Là bao gồm Panda, King Kong, White Red, Red Bone, Blue Bone. Đó là những cái dòng đó. Hoặc là Shadow Panda hay là Mosura White Red hay là Mosura King Kong đó. Nó nhiều lắm. Đấy là rất nhiều. Đấy là trong một cái dòng máu Taiwan Bee có thể nuôi chung được. À. Xong bắt đầu là lại sang tới Galaxy. Galaxy thì nó cũng từ Taiwan Bee lên. Đó thì mình nói chung là sẽ nâng tầm lên như thế này. Khi mà mình nuôi từ thằng cao với thằng thấp thì nó lại ra những thằng thấp hơn. À. Còn khi mà một cái thằng lai chéo ở bên này mà anh lai từ cái nhánh bên này sang nhánh bên này nó hồi ngược lại về tổ tiên, về ong. Đó nên tép ong là dòng nào nuôi riêng với dòng đó. Còn nếu như mà anh muốn mà ra được những cái dòng mà đặc biệt đẹp hơn á thì anh coi lại cái bảng phả hệ hoặc là hỏi trực tiếp em. Em sẽ là người đưa chỉ ra cái hướng mà những ra những cái con làm sao để mà lai được ra những con đó. Em bây giờ chỉ có nhân giống thôi chứ còn không có đủ điều kiện để mà mình lai chéo. Ngày xưa thì em có lai con Deep Blue này với con Black Galaxy á, thì nó ra là những dòng như là Blue Galaxy đó, rất là đẹp. Nghe cũng phê các bạn, hấp dẫn các bạn. Nhiều thứ liệt kê liệt kê cái nghe lát là quên luôn. Nghe hỏi tới rồi lát không, quên. Anh nuôi nhiều thì anh sẽ biết được nó ra từ đâu và nó từ đúng rồi đúng rồi. Mình có tiếp xúc nhiều rồi mình sẽ hiểu suy ngẫm nhiều về nó. Mấy con đen này đẹp quá, mấy con đen này đẹp mung luôn đó. À, đúng rồi, nó là King Kong đó. King Kong. Về để coi dưới một góc độ newbie mình cái cây cối ở trong cái hồ rồi mình có bị kén cái cây nào không em, hay là cái cây nào nên được sử dụng? Đối với tép á thì chơi những dòng cây dễ như là rêu, ráy, dương sỉ rồi trầu, láng, những cây mà cần ít CO2, ít dinh dưỡng và ánh sáng yếu là có thể thả trong hồ tép thoải mái. Còn những cây nào mà cần quang hợp nhiều như là cắt cắm như là rotala hay là mấy dòng mà cắt cắm như là thanh hồ điệp hay mấy dòng đó nó cần CO2 và dinh dưỡng nhiều và đèn phải mạnh thì nó không có phù hợp với những hồ này. Nếu mà anh chơi hồ thủy sinh anh có thả tép màu thì anh có thể chơi những cây đó được. Còn đa số cơ bản là rêu, ráy, dương sỉ, trầu là những cây có thể để trong hồ tép này được. Mình không có lo nghĩ là trăm cây có chết hay không, đó nó rất là dễ. Để mấy cái rêu này nhiều khi tép nó cũng chui vô trong cái bụi trong đúng không? Đúng rồi. Tức là cái rêu này nó chính là cái nơi mà thức ăn bụi lơ lửng á bám rất là nhiều, thì những cái thức ăn đó nó sẽ là thức ăn của tép con. Tép con nó sẽ thường á đẻ ra nó sẽ trú ở trong đó, nó ăn, nó vượt sai được rồi, nó ra xứ được rồi nó sẽ ra ngoài nó ăn như thế này. Đầu tiên nên, là lúc trong kia. Dạ, nên bởi vậy cái vita này á nó chính là cái thức ăn bụi lơ lửng đó. À. Đó gọi là phù du á. Đúng rồi, phù du đó, nó là cái cung cấp cho tép con đó. À. Dạ. Ok, để mình coi anh em newbie quan tâm tới hồ. Hồ thì đơn giản lọc cũng đơn giản.
lọc là chỉ cần cái lọc mặt thôi. Dạ đúng rồi. Lọc mặt đơn giản vậy thôi. Cây cối cũng đơn giản, chất nền thì có sẵn. Con tép thì rẻ tiền cho dễ chơi quá. Quá dễ chơi luôn. Và cần thông tin chia sẻ gì thì cứ liên hệ với Đức Duy ha các bạn ha. Bệnh. Có bệnh gì không? Cần phải quan tâm. Tép á thì thực sự ra là em nuôi á là em thấy nó không có bệnh. Tức là nếu như mà có, chẳng hạn như bị nấm ký sinh do cái nguồn nước của mình nó bị ô nhiễm thôi, chẳng hạn như ngoài ao hồ á, thì nó sẽ dễ bị nấm. Nhưng mà khi vào môi trường hồ kính như thế này rồi thì không có. Nước của mình là nước sạch, nước thủy cục, nước mình ăn uống thì mình không có lo về bệnh. Và nếu như cho dù có thì không có chữa được. Em thấy là nhiều người người ta chia sẻ là cách chữa rồi cho muối, cho tè le, nó chỉ có làm hư cái hệ vi sinh của mình là cái thứ nhất, cái thứ hai là đảo lộn thông số, cái thứ ba là tép chết. Nó không có ý nghĩa gì. Nên bởi vậy là mình không nên chữa, những con nào nó bị rồi thì tốt nhất mình tách riêng ra hoặc là có thể bỏ đi. Đó là sự thật mình cần phải làm. Tại vì ngày xưa em cũng nghịch lắm, em cũng đi kiếm cách này cách kia em làm thử nhưng mà chưa có một kết quả nào không hiệu quả hết. Nói chung là không hiệu quả, không thể hết được. Và đến lúc mà mình thấy nó đỡ rồi thì lúc đấy là tép nó chết rồi. Tức là nó không chịu nổi nữa. Nó nhạy cảm lắm. Nói chung là về mặt bệnh tật thì nãy em nói là chỉ bị nhiễm ký sinh thôi. Đúng rồi, thường là bị ký sinh thôi. Và sẽ rất là khó khăn cho việc điều trị. Nếu mà các bạn tác động vô nguyên cái hồ này á, nó sẽ làm hư nguyên cái hệ vi sinh trong này và nó ảnh hưởng tới những con khác luôn. Cho nên là cái cần làm nhất là tách nó ra riêng thôi để giữ lại cái môi trường bên trong này nó lành mạnh nhất có thể. Và phòng bệnh vẫn là hơn chữa bệnh đúng không em? Thì quan trọng tới cái nguồn nước. Chú ý tới cái vi sinh nè, cái độ pH nè. Đó là mình tạo cái môi trường sống thật là tốt cho bé nó là nó sẽ không có bệnh. Thì chơi những cái con môi trường nước thì cái nước là cái quan trọng. Những cái chỉ số trong đó, cái loài tép này nó cần cái độ pH bao nhiêu và nhiệt độ bao nhiêu, chúng ta làm mọi thứ nó ok là bé nó sống khỏe thôi. Dạ đúng rồi. Không? Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ok. Em mà nãy giờ anh thấy mấy cái cục này trắng trắng này là cái gì ta? Cái đó là cái hệ thống châm nước tự động á. Cái gì? Nó gọi là cái gì? Cái phao châm nước. Cái mô hình này thì em làm từ năm 2018 rồi nhưng mà nó không có được đẹp, nếu như bây giờ em làm lại thì nó sẽ đẹp hơn đó. Đây. Thì khi nào nước của mình nó hụt thì nó sẽ tự châm. Rồi. Cái gì? Phao này gọi cái lử gà. Phao nổi. Dạ. Mình đó, không phải đi châm á. Đơn giản thôi, vậy thôi các bạn, nó hút từ dưới đây lên rồi nó phả ra cái mặt này thôi. Yeah. Thì nó cũng tạo cái oxy ha. Đúng rồi, mặt nước nó động là oxy hòa tan đó. Rất là đơn giản. Bên em thì chủ trương là cơ bản nhất có thể, tức là đơn giản hóa nhất mọi thứ luôn. Cái này mình ship toàn quốc được mà ha. Dạ đúng rồi anh, nhưng mà nó trở ngại con tép này là không có gửi được ra Hà Nội bằng đường bộ được. Em chỉ làm việc được từ Đà Nẵng đổ vào. Còn đối với từ Đà Nẵng đổ ra là đều phải đi máy bay. Và chi phí máy bay khoảng tầm từ 200 tới 300 ngàn cho một thùng xốp nhỏ. Thì đó sẽ là nó là cái rào cản đúng không á. Nên nhiều anh em Hà Nội thì người ta sẽ gom đơn vào với nhau. Đó, ai thích sau đó là người ta gom đơn vào em để chung cái thùng xốp đó em gửi ra. Chia chi phí ra thì nó không mấy chục ngàn thôi. Nếu mà anh em muốn ngoài Hà Nội muốn chơi thì cứ gom đơn vậy nó hay thôi. Anh em nào khắp các tỉnh thành cả nước luôn mà muốn tìm hiểu dòng tép thì có thể liên hệ với lại Duy ha. Đâu rồi, đây có cái thông tin số điện thoại hay là cái gì để quay cho mọi người coi không? Có bắt wifi không à? Với lại gì mã số ngân hàng. Ok, nói chung là đại loại là anh em cứ gọi tép màu quận 3 trên Google. Bên em có website này kia hết. Google tép màu quận 3 là sẽ có thông tin địa chỉ trên đó, có thể inbox nhờ tư vấn cần mua cái combo nào, trong đó có gì có gì. Hồi nãy anh nghe em tư vấn cho cái bạn kia là trong cái cách setup hồ tép nó vẫn có phong cách này phong cách kia hả? Dạ đúng rồi. Không, tức là đối với những người chơi thủy sinh á thì người ta muốn cân bằng hệ sinh thái. Thì người ta những cây cối nó quang hợp được á thì hồ của anh nó mới ổn định được. Thì bởi vậy là ở đây sẽ có những cái dòng tép ăn rêu là Yamato này. Rồi thanh mai này, mũi đỏ như hồi nãy em có giới thiệu á, thì những con này nó sẽ ăn cái tảo nâu bám trên cây đó thì cây nó mới xanh mượt, nó mới hấp thụ, mới quang hợp được, nó mới phát triển được. Còn nó đã bị rêu hại tấn công rồi là cái hồ của anh sẽ đi xuống. Là nó, cái chu trình nitrogen nó sẽ bị khựng lại, nó không có thành hình tròn nữa, nó sẽ bị khựng lại một chỗ. Đó nên em mới kêu là tùy vào bố cục, chẳng hạn như là anh chơi cây cối nhiều thì anh sẽ xài số lượng tép nhiều hơn.
Còn anh chơi ít như thế này thì em có thể xài ít hơn. Tại vì nhiều quá thì cũng không có tốt á. Thì nó nếu như mà tùy từng dòng tép, như là mũi đỏ nhiều quá thì nó sẽ ăn lá cây này kia nếu mà số lượng nhiều. Đó nên thường là em sẽ kêu là anh chơi bố cục gì, rồi anh chơi style như thế nào, sau đó là em mới tư vấn cho người ta nuôi bao nhiêu con tép cho một cái hồ đó để cho nó vừa đủ để anh có thể nuôi những con khác nữa. Tức là em cần sự hợp lý chứ em không có cần về số lượng để cho người ta mua bao nhiêu. Ok. Dạ, đó là cái cách bán của bên em. Quá hay luôn. Các bạn thấy mình cũng là gọi là newbie trong ngành tép, cho nên là những cái câu hỏi nào nãy giờ nó xuất hiện trong cái đầu mình á mà mình thắc mắc á là mình đã hỏi hết, và Duy coi như là trả lời mọi thứ nó rất là cặn kẽ, rất là rõ ràng mọi thứ luôn. Anh em khắp mọi miền đất nước muốn trải nghiệm cái dòng tép này có thể inbox cho Tép Màu Quận 3 ha. Có bán đầy đủ combo luôn. Thì cái ngại nhất của người newbie là không biết là nên mua cái gì, mua nhãn hiệu nào, loại nào, làm sao. Thì ở đây là có setup bằng những cái combo rất là đầy đủ cho anh em luôn. Về là cứ gọi là bỏ vô mọi cái ghim điện chơi thôi. Rất là đơn giản. Thắc mắc gì về mặt sức khỏe, chăm sóc tất cả mọi cái thì có thể inbox mọi cái rất là rõ ràng. Ok, thank you em rất là nhiều đã dành thời gian để là chia sẻ cùng anh với lại mọi người về cái dòng tép cảnh này. Anh thấy rất là bắt mắt, rất là đẹp. Mà quan trọng là rất là dễ chơi các bạn ha. Có những combo 80, 90 và những con tép 20, 25 ngàn, nó rất là đơn giản luôn. Ok mọi người, chúc mọi người xem clip vui vẻ. Và hy vọng là mọi người cảm thấy có cái sự hứng khởi, phấn khích nào đó giống như mình thời điểm hiện tại, khi mà nhìn các bạn tép màu nó rất là đẹp. Bye bye.